Nhìn qua về thị trường ngày 23 tháng 3 Thanh khoản 15.415 tỷ Giảm 10,98 điểm Còn 1.183 điểm Vẫn là một mức điểm chấp nhận được đúng không? Tuy giảm điểm nhưng mà nó vẫn ở cái mức ngưỡng điểm Có thể tiếp tục giữ Và những cái mã mà mình khuyến nghị thì vẫn khá là ok đúng không? Thì VN30 giảm 11,56 điểm Giảm rất mạnh thị trường thế giới thì cũng giảm điểm thì độ này thị trường Việt Nam với thị trường thế giới khá tương đồng nhất là tương đồng với thị trường châu Á thị trường châu Á giảm điểm thì thị trường của mình cũng giảm điểm đấy lịch cây giảm 0,61 sang hai giảm 0,93 Hang sen giảm 1,34 cospi giảm 1,01 ừ. còn Mỹ thì đang diễn ra cũng phân hóa Dow Jones tăng những cái mã Nasdaq giảm L5 500 ra Nhưng nói chung giảm không nhiều Không ảnh hưởng nhiều lắm nhá Thì khả, khả năng thị trường vẫn có thể đánh được và giữ được Và những cái mã thì Mình khuyến nghị trong zoom rất, rất, là ok đúng không Đây khối ngoại hôm nay bán mạnh nhất là CTG này VNM này CTG VNM Vietcombank Mua vào là MSB MBB Đấy bán mạnh trụ họ vẫn rất là muốn thị trường của mình bị bô bạn phải hiểu họ bán trụ liên tục này vnm này vic này bầu này vietcombank này hầu như họ bán trụ rất mạnh đúng không thì phân tích ký vào những mã nhá mã B, bd chẳng hạn đúng không vẫn chấp nhận được rút xuống dưới 10 a 50 mươi bắt đầu lên vẫn có thể giữ được nha mọi người nhá Uh, BLX đi mã này hôm trước là hôm hôm qua có vài bạn hỏi là mua được mã này không thì mình bảo là nó đang cạn cung thì có thể mua được nhưng mà mình không kỳ vọng vào những mã này lắm bởi vì là những cái mã này đó, nếu mà khối ngoại ấy, mà họ bán mạnh thì rất là nguy hiểm đúng không? Nhưng Mà khối ngoại hôm nay họ bán nhẹ, khối ngoại hôm nay như bán chỉ tầm uh, mấy trăm nghìn thôi thì vẫn có thể giữ được nhá, cung cung nó không nhiều thì vẫn có thể dư tiếp khả năng sẽ có giá tốt hơn nhá còn BLX này dòng dầu khí thì nhiều mã nó cũng đang tích lũy rất là đẹp dòng B nhiều mã đang tích lũy rất là đẹp thì có thể khả năng nó sẽ hồi đấy và thị trường này hôm nay thì có vài mã mà uh, tay to họ bán tương đối nhìn, nhìn dòng tiền thì tay to họ bán tương đối nhất là những mã banh ừ. nhưng mà những mã banh không phải những mã banh mình khuyên ok nhá à mã nào nữa vtr dòng du lịch đây ừ. những cái mã này thì nhiều bạn hỏi là có mua được hay không mình bảo là những cái mã này mình cho điểm mua ở dưới này rồi nếu mà lên trên này ấy. thì đó là hơi quá mua đúng không mua thì cũng được nói chung là mua thì cũng được nếu mà các bạn kỳ vọng vào một cái chiều du lịch nó sẽ tăng trưởng ừ, tiếp nhưng mà thôi nhá chung dung thì mình không khuyến nghị mua thêm mã này bởi vì là điểm mua đây rồi đẹp đẹp quá rồi mọi người quên không mua thôi đúng không nếu mà tăng trần một cái cây này thì mua còn được tiếp nhưng mà khả năng là mình nghĩ mã này vẫn còn có thể giữ được sẽ còn tăng ấy. bởi vì là du lịch đang hồi phục thì khả năng vẫn còn tăng được đúng không nếu các bạn mua thì tỷ lệ lãi nó không biết là có nhiều hay không lên thì vẫn còn đẹp đúng không cấu hình đẹp VTD Đấy, mã VTR và VTD là những mã mà đem lại lợi nhuận khủng khiếp nhất sau FLC đúng không? Sau FLC thì hai mã này là khủng khiếp nhất ở trong Zoom. Đấy, mã VTD này tăng rất là mạnh. Hôm qua Trần hôm nay tăng 12,1%, rất là mạnh đúng không? Hôm nay có những lúc nó lên 20.90 cơ. Rất khủng khiếp đúng không? mã này thì cũng quá mua rồi. Mã này kỳ vọng mình là trong năm nay thì nó sẽ lên khoảng tầm 50% từ cái giá ở dưới này này từ cái giá ở dưới này thì mình bảo là mã này thì khả năng nó có thể lên được 50 phần trăm thì bây giờ nó cần đạt rồi cho nên mọi người chắc cứ giữ để đợi mà chốt thôi nói chung là những mã này thì mình mỗi người có một cái target riêng mỗi người có một cái lòng tham riêng đúng không tôi nghĩ là vẫn còn giữ được nhưng mà các bạn nghĩ là thôi thế là đủ rồi vài chục phần trăm là ủ rồi thì mọi người cứ chốt những dòng này thì trong nhóm thì tôi chỉ khuyên là 10 đến 15 phần trăm thôi đúng không FMC FMC hôm qua bạn nào bạn bảo là mình khuyên mua mã này, <laughs> ừ, không cũng chả nhớ là khuyên mua mã này bao giờ. Ừ. Vẫn đẹp nhỉ? Vẫn đẹp, vẫn giữ được, vẫn giữ được nhá. OCB, ừ, OCB bắt đầu xấu rồi, hơi xấu rồi nhá. Nói chung là dòng banh hôm nay khá nhiều mã hơi xấu, khá nhiều mã bị uh, uh, tay to bán mã này cũng là một trong mã có một vài tay to bán cho nên là mọi người cũng phải xác định nhưng mã này thì mình khuyên đánh T3 từ trước rồi thì mã này win quá mạnh rồi thì mọi người phải tự chốt những mã này mình phân tích cho vui thôi nhá mã này thì tùy mọi người thôi nhưng mà mình nghĩ hơi xấu thôi đấy. có thể chốt nhá. đợi xem lốt phiên mai nào phiên mai có khi vẫn còn đỏ đấy bởi vì là khả năng là họ đang gom gom thì họ đánh cho thế nào mà để cho nhà đầu tư chán để lôn hàng ra bắt đầu họ mới đánh lên với quan điểm của tôi nhá quan điểm của tôi thôi thì là thị trường vẫn là lên một nghìn hai trăm vượt một nghìn hai trăm đấy quan điểm của tôi thôi còn các bạn đấy là quan điểm của các bạn đúng không thì mình chọn những mã nào để có thể mà win trong thời gian tới ít nhất là nửa năm tới đúng không hôm nay tôi rất cay cú bởi vì hôm nay có một mã mà lái họ đánh rất là lộ đánh cực kỳ lộ luôn xem dòng tiền đánh cực kỳ lộ luôn mà bắt đầu lúc chạm đáy thì bắt đầu là dòng tiền lớn họ múc vào rất mạnh. Tôi tôi thích mã banh khác cơ, định uh, sắp tới vào cái mã banh đấy bởi vì mã banh đấy tôi định dồn khoảng 20% tiền vào mua mã banh đấy để khoảng tầm nửa năm. Mà đấy mã banh đấy sẽ gần như là win. Nói thẳng luôn như vậy. Mã đấy sẽ rất là ok. Anh Vũ anh bảo là đấy anh anh Vũ anh nói trong nhóm ấy mình định mua cái mã đấy nhưng mà hôm nay nhìn cái lái đánh cái con banh kia rất là khó chịu. Và lúc cuối phiên thì bắt đầu là về đáy xong bắt đầu họ bọn tay to họ múc vào rất là mạnh luôn múc vào toàn là mấy trăm nghìn uh, cổ phiếu luôn múc rất lộ luôn thì mình cay quá thì mình mua mua thì bây giờ vẫn xanh thì nhiều bạn nhìn bảo là anh cho điểm mua khác mà anh lại mua điểm khác thì bây giờ tôi không xác định là tôi mua cái banh đấy tôi đã đợi cái banh kia rồi đúng không thì bây giờ nhìn nó ngứa mắt quá thì tôi mới mua đấy thành ra là tôi phải bị bớt tiền tôi không mua được cái mạch banh kia cái mã kia anh cũng nhắn trong zoom rồi thì mọi người tự quyết nhá ấy nhưng mã nào mà khuyên công khai trên tiktok hay youtube đa phần là hơi bị đen tí nhá hơi đen nhá trong zoom thì khuyên thì hầu như là win hết nhất nhất là những mã lớn sóng đúng không khuyên trong zoom thì gần như là win hết 95% đúng không? Đến bây giờ là gần 95% Những mã của anh Vũ win hết rồi thì gần như là 95% rồi còn gì? TLD Đấy, những mã lướt sóng có những cái mã dài hạn và trung hạn thì không nói Những mã dài hạn trung hạn thì mọi người cứ giữ thoải mái nhá Không thể nào mà Mình nghĩ là những mã đấy khó thể nào mà đánh xuống nữa đã được Nó có những cái vùng nền rất là đẹp đúng không TLD tăng 3,1% Thì TLD này thì sáng thì anh Vũ anh cũng Đề mã của anh Vũ cho anh Vũ khuyên Tôi cũng không tham gia nhiều Mã này thì anh Vũ anh bảo trần một phiên rồi Thì một phiên trần gần trần nữa thì bán được thì hôm nay nó tăng cũng rất là tốt Thì mình nghĩ là vẫn có thể giữ được Khả năng vẫn có thể giữ được nhá mọi người nhá TLD khả năng vẫn còn thể có thể giữ được Đúng không? Còn bạn nào chốt thì chốt Bởi vì anh Vũ cho điểm mua rất là đẹp rồi Còn lãi thì mọi người phải bán chứ Đúng không? Hôm qua anh còn bảo là múc 10% Nhưng ít bạn giá múc nhá TLD Nhiều bạn hỏi là SHB đúng không? SHB <laughs> Ừ, hôm qua mình bảo là xấu rồi hôm nay lại giảm tiếp nè. hôm nay dòng tiền lớn thoát ra tương đối đấy dòng tiền lớn thoát ra con banh này khá khá mạnh nè. nhưng mà thường thì các bạn phải hiểu là khi một ổ khóa à nhưng khi mà bạn tìm được chìa khóa thành công ở trong thị trường thì thị trường thường thay đổi ổ khóa đúng không nhưng mình tin con này vẫn chưa xấu lắm đâu Bọn bạn nào mà lỡ lỡ không bán hôm nay thì khả năng vẫn giữ được tiếp con này nhá mình nghĩ là như thế bởi vì là cấu hình của nó chưa xấu lắm đâu nhé bởi vì nó nó vẫn chưa chưa, chưa lắm đâu mình nghĩ là con này vẫn chưa xấu lắm đâu đôi khi lái họ phải bán dọa ra thì nó múc hàng của các bạn chứ đúng không nhưng mà hôm nay thì tay to cũng bán con này cũng tương đối nhìn cũng khiếp phết nhá nhưng mà thôi mình nghĩ là được đấy giữ con này được ở mã này thì trong du mình không khuyên bạn này bạn này thì trong, trong trong, YouTube thì tôi khuyên ở trên này này đúng không các bạn nhớ không bảo là hôm 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 đấy là phiên trần này xong mình mình bảo là hôm hôm đấy là bị phiên rũ rồi xong mình bảo là cái phiên này mà nếu mà nó giảm đỏ là cứ thế mà mua đúng không các bạn có thể xem lại video YouTube cứ giảm đỏ con này con FPT hai con mình bảo là cứ giảm đỏ cứ thế mà mua Và bây giờ cũng lên đến chỗ ngưỡng này thì lại cũng hơn chục phần trăm thì mọi người phải tự mà chốt chứ những cái mã này kiểu là mình cũng không không khuyên trong zoom cho nên mình khuyên trực tiếp trên YouTube thì mọi người về phải... ấy thì mã này thì mình nghĩ vẫn giữ được mình nghĩ là giữ được còn dòng banh đang bị chốt lời thì không biết nó sẽ xuống đến bao giờ nhưng mà nói chung là thị trường nó thay đổi nhanh lắm tin là sóng tăng sóng tăng thì cứ giữ thôi đúng không tin là sóng tăng thì cứ giữ thôi hôm nay thanh khoản cao mà lượng người quan tâm nhiều thì nếu mà vượt lên một hai thì nó sẽ còn tiến tiến tới tiếp quan trọng là dòng tiền nó vẫn chưa ra quá nhiều nói chung là ra, ra dọa thôi mai mà, mà một cây như này nữa thì cũng hơi hơi căng đấy nhá căng căng đấy mà này fpt đi fpt fpt ừ. hôm nay cả thị trường giảm ở vn30 giảm nhiều mà một mình nó tăng à nó tăng con này là blx nha hai con hồi được xanh con này có lúc lên bảy tám mươi cơ nó giảm xuống bảy tám tám vẫn đẹp nha vẫn vẫn có thể giữ được dòng này đánh dài hạn mà con con fpt này đánh dài hạn được nói chung là hết cái sóng năm ấy. nếu mà đúng mà một sóng năm tăng này con này còn tăng nữa. Mình nói thật nếu mà đúng mà một sóng năm tăng tăng tốt ấy, thì con FPT này có thể lên 100 đấy, mình nói thật. Không không đùa nhá. Con này nếu mà sóng năm tăng thì có thể là con FPT này sẽ lên một à lên 100. Còn nếu mà không 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 đúng sóng năm to thì thôi. Nói chung là mã nào thì nó cũng xuống tôi nhưng mà con này khỏe. À? Bạn yên tâm các bạn giữ mã FPT này thì yên tâm con này rất là khỏe. Con này lượng người quan tâm nhiều dòng tiền lớn chưa thoát ra vẫn có thể giữ được nhá Bạn nào rất nhiều mã hôm nay t nhiều mã quá chả nhớ nhá mã mã banh đi nói về những mã mã mà banh đi hd banh ừ. ừ, giảm một bảy phần trăm đấy những con này là dòng tiền lớn tương đối ra đấy, nhưng mà nó chạm cái ngưỡng 20 này thì nó vẫn rút lên thì nói chung là vẫn giữ được nhá. Nhưng mà dòng tiền lớn nó tương đối ra rồi Thì cái dòng banh này thì thường sẽ thị trường phải hồi phục cơ Mã này thì mình không khuyên trong Zoom Trong Zoom thì mình chỉ khuyên hai con thôi, hai con banh hai con banh Mình cam kết là hôm nay mình có game đấy nhỉ Cam kết nếu mà không không tăng đúng triển vọng thì lì xì mọi người một triệu Ok nhỉ, đúng không? Đấy Chơi thế luôn mà, có gì đâu, vài trăm anh em Tôi chỉ mong là vài trăm anh em này sẽ là những cái người win trong thị trường đúng không? Vài trăm anh em win với cái số đông là tầm 3 đến 5 triệu tài khoản chứng khoán. Thế thôi. Nhờ. đến giới hạn thì sẽ không không thêm người vào nữa. Nhưng mà hiện giờ thì cũng chỉ vài trăm anh em thôi. Mọi người vẫn vào được nha, vẫn vào được. Không sợ nha. Sắp tới thì tách ra một zoom nữa. Tách ra một zoom nữa dành cho những cái người mà đầu tư tương đối lớn để đánh cho an toàn một chút đúng không? biết đâu trong cái zoom to đấy tự dưng có lái họ vào xem thì sao đúng không đánh phải an toàn một chút đúng không ok nhá thì đấy lời hứa đấy tôi sẵn sàng lời hứa luôn đúng không cam kết danh dự mà thậm chí tôi còn đầu tư vào mã banh để luôn ok ok chưa cam kết luôn nếu mà không được giá như thế tôi lì xì mỗi người một triệu đấy ai tham gia game thì tham gia đúng không các bạn trong zoom thì biết làm gì phải nói điều làm cái gì các bạn có thể chụp tin nhắn và các bạn gửi lên các tất cả các diễn đàn hay gì chẳng hạn. Nhưng mà thôi đừng có gửi bởi vì là thành quả kêu sau 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 cái thời gian đấy thì nếu mà nó không được thì các bạn mới gửi đúng không? Nếu mà được thì các bạn gửi làm gì? Mà được thì gửi thành ra quảng cáo cho tôi à? Mà thôi, thôi tôi tôi không thích nổi tiếng đâu nhá. Chia sẻ với anh em đây cho vui thôi. Anh em từ TikTok sang bên này là quý mình thì mình chia sẻ cho vui thôi. Đến YouTube đây hôm trước bật quảng cáo thử xem nó như thế nào Thì nhiều người phản ánh quá thì tôi cũng tắt tắt đi đấy. tắt đi cho xem cho thoải mái bởi vì tiền youtube đáng là bao nhiêu luôn. tôi tôi chỉ là tò mò xem là quảng cáo đó sẽ như thế nào thôi nhận tiền trên youtube sẽ như thế nào thôi không tò mò được cái đấy để xem là số tiền nó có được nhiều không đấy mình cũng tò mò mà ngồi nhiều youtuber cứ nghe đồn là họ kiếm mấy chục tỷ hay là mấy tỷ đấy nhìn thích à thích mà thì bảo là nếu mà mấy cái youtuber còn con ấy, thì cũng kiếm được 10 15 triệu thì, mình muốn là xác nhận xem thế nào có gì thì chia sẻ trong Zoom cho anh em xem là YouTube nó kiếm tiền như nào. Nhiều người không biết đâu. Tôi không không biết rõ là vấn đề là YouTube nó tính, kiếm tiền như nào, thời gian đâu mà tìm hiểu. Thứ bật thứ xem nó như thế nào, đúng không? HD bank hơi xấu nhá. Ok, hôm này thì mình không khuyên trong Zoom. TB bank Ừ, TB bank cũng vẫn bình thường, không có gì xấu lắm nhá. bank bình thường nhá, không có gì xấu lắm đâu. Dòng này nói chung là dòng banh thì phải thị trường lên 1200 thì nó cũng hồi phục, TP banh vẫn giữ được nhá à, TP banh là dòng tiền lớn chưa ra không phải sợ đâu TP banh thì nữa Techcombank banh đi Techcombank banh là từ hôm kia mình đã khuyên mọi người là bán ra để mua những cái mã tỷ trọng tốt hơn, đây cây xanh này này Mình bảo là con này thì thôi, khả năng là nó khó tăng được nữa Thì mọi người có thể bán đi để mua những cái mã có, có bảo những bạn trong Zoom bán đi bởi lời nhiều rồi mình bảo khuyên là giữ từ những cái cây này này ngày nào mình cũng khuyên giữ này. nhưng mà lên trên đến đến đây rồi mình bảo là con này khó mà tăng tiếp được nữa thì mọi người có thể bán đi để sang những cái mã lướt sóng hoặc là những cái mã banh có 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 tỷ trọng tăng tốt hơn đúng không? thì hai con này, nó con banh này thì hai hôm, hôm nay nó ra khá mạnh đúng không? tiền ra cũng nhiều tương đối xấu mai mà một cái to nữa thì cũng quá nguy hiểm luôn nhá còn cái con banh này thì mình có một ví dụ hôm chủ nhật đấy thì mình bảo là cái kiểu lái của vn 30 đánh rất là rất là khó chịu đấy đúng không đấy, đánh như này thì các bạn chịu được làm sao được đây nó đánh như này 1 2 3 4 5 6 7 7 phiên giảm điểm liên tục giảm rất mạnh đúng không xong rồi mười mấy phiên đi ngang thì các bạn chịu làm sao được cái cách đánh của vn 30 cho nên những cái mã mình khuyên nữa thì các bạn phải chờ đợi đi 1, 2 tháng còn có thanh quả đúng không không có thanh quả thì đấy tôi cũng chả có cách nào để mà giúp các bạn nữa thì tôi Uh, lì xì các bạn một triệu coi như là giảm thiểu thiệt hại coi như vào zoom vớ vẩn đúng không gọi là vào zoom vớ vẩn mà không có một được cái thành quả gì thì tốt nhất vào làm một đích gì đúng không vào zoom vớ vẩn mà không kiếm ra tiền mà toàn nó thua thì vào làm đích gì lướt sóng thì win rất mạnh nhưng mà những cái mã dài thì bây giờ hiện giờ là chưa có thành quả đúng không Hôm nay tôi còn vào mua nhìn ngừa mắt quá tôi phải vào tôi phải bỏ cái mã banh yêu thích kia để tôi vào để, để chứng minh anh em là tôi lên thuyền của mọi người đây Techcombank con banh này thì khuyên bán từ cái cây xanh này nhá thì bạn này thì mình không không bán nhiều bởi vì sợ là nhưng mà mình nghĩ đến giữ đến bây giờ thì thì vẫn còn giữ được mình nghĩ vẫn còn giữ được Nhưng mà giữ đến bây giờ thì vẫn còn giữ được mình khuyên bán từ cây này rồi giữ đến bây giờ mất lỗ mất mấy phần bốn năm phần trăm rồi cũng đáng, khá đáng tiếc nhỉ rất là đáng tiếc lỗ mấy phần trăm bốn năm phần trăm ít gì nhiều lắm ra những cái mã lướt sóng đánh từ trọng rất là ok đúng không FLC này FLC FLC này là Phải máu mới giữ được đấy thì Tôi bảo mọi người là lên tầm 30 mấy phần trăm là phải chốt lời rồi đúng không Nhưng mà vấn đề là tôi có chốt hay không là với việc của tôi Đúng không liều liều thì mới ăn nhiều Cái 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 Cái, cái nơi này này cái Tôi khuyên mọi người mua từ cái nơi này khuyên ở trên tiktok Đúng không tôi thì không dám quên công khai trên tiktok tôi tôi chỉ có thỉnh thoảng tôi đăng sơ tôi bảo là nếu hôm nay có mã mã nào đẹp thì tôi sẽ bình luận ở cái dưới video um, muộn nhất đúng không thì có hôm đấy là tôi gõ thẳng là mua flc đúng không mua ocean bank hôm đấy là nhớ là mua flc và giữ ocean bank thì phải đúng không giữ ocean bank mua flc giữ ocean bank hôm, ocean bank à ocb hôm đấy là giảm uh, giảm mình nhớ là giảm hai hay ba phần trăm xong rồi mọi người bảo anh ơi OC, OCB này nó giảm sâu quá thì một anh có giữ không thì bắt đầu là, tôi lên trên đấy tôi bảo là mua FLC và giữ OCB vẫn còn video hình như hôm thứ năm đấy hôm thứ năm huyền thoại đấy. mua từ lúc đấy xong rồi rất nhiều bạn là vào cả khịa là ừ, mua mấy hàng rác này thì giải quyết gì thì bây giờ lại bốn mươi mấy phần trăm rồi còn gì gần 50% phần trăm rồi còn gì đấy rác mà lời như thế thì có vẻ là rác không đúng không và tại sao tôi chỉ khuyên mua FLC mà tôi khuyên không khuyên giữ bởi vì là cái tỷ trọng của 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 chủ tịch họ giữ ở trong cái mã này rất là lớn. Dù có giảm sàn nhá, dù và vài cây nữa nếu mà nó giảm sàn nhá, các bạn vẫn bán được, nó thẳng luôn là các bạn vẫn bán được. Bởi vì cái mã này nó không như con ZOS, ZOS nó giảm sàn thì rất là khó bán. Nhưng các bạn để ý được ở đợt trước thôi Cái con FLC này nhá kể cả giảm sàn một rồi nó giảm sàn một cây thì không bán được nhưng mà cây thứ hai là bắt đầu bán được rồi nhưng mà dầu s thì bốn ba bốn cây bốn năm cây không bán được các bạn để ý mà xem đúng không vì là nói thì nói đây cũng là bộ mặt của người ta cái lượng tiền nó tham gia cũng tương đối lớn đúng không hôm nay đây một cây là 45 triệu thì mình nghĩ <laughs> mã này thì bây giờ chịu rồi mã này mà các bạn bảo mua thì đừng có vào vì quá mua rồi mã này quá mua rồi nhá mọi người nhá thì mã này thì bạn nào liều thì giữ thôi Sợ gì đúng không? Liều thì giữ Khả năng vẫn bán được Nhưng như hôm nay nhá Như hôm nay Rõ ràng tăng trần nhiều phiên rồi đâu Nhưng hôm nay Có lúc nó xanh xanh đúng không? Nhưng mà cái lượng người bán ra không nhiều Chứng tỏ họ vẫn còn giữ đến tận bây giờ Thậm chí ngày mai nó cũng vẫn có thể tăng tiếp Mình nghĩ ngày mai nó vẫn có thể tăng tiếp Đấy, quá điểm của mình là như vậy thôi Còn mọi người liều thì giữ thôi Mà cũng lo nhỉ Không biết là thị trường nó sẽ đánh theo kiểu gì Bởi vì đấy như đợt trước đấy dòng của chủ tịch quyết tăng mạnh thì thị trường sắp bị bô đấy nhưng mà thường thì khi mọi người đoán như vậy thì nó sẽ đi ngược lại cái ý chí của mọi người đấy bởi vì là cái dòng tiền lớn mình phân tích rất nhiều mã trụ và những cái mã chính thì chỉ có hôm nay chỉ có tầm ba bốn mã thì dòng tiền nó ra thôi còn đa phần thậm chí tái to còn bắt đáy cơ đúng không thì thị trường cũng sống sâu lắm đấy có những cái lúc hôm nay có lúc giảm giảm mười mấy điểm 15, mười 16 mười điểm đúng không 13, mười 14 mười điểm nhưng mà ừ, thị trường nó vẫn không bị úp bô thì không biết là nó đánh theo kiểu gì nhưng mình vẫn tin là một sóng năm tăng đấy, còn tùy mọi người thôi ừ. bởi vì nói gì thì nói nhiều nhà đầu tư lớn họ cũng hơi hơi khó chịu với cái cái thị trường mà nó nghẽn nhiều như này các bạn phải hiểu là như vậy hơi khó chịu thì họ đã khó chịu rồi thì họ lại đánh xuống để cho những nhà đầu tư con con họ khó chịu nữa phải bán ra bảo ở ừ, những cái đội F0 họ mới vào cách đây khoảng tầm một tuần hai tuần nhìn thị trường họ sợ lắm bởi vì đánh là thua đánh là thua đúng không ba hôm trước thì cứ đánh là thua vào điểm mua xấu cứ đánh là thua thì phải nhả ra hết thì bắt đầu họ mới đánh lên đúng không Thì có LLC này thì quá mua nhá quan điểm của mình là như vậy còn bạn nào liều thì cứ giữ thôi giữ thì ok còn mua thì hơi khắc hơi, hơi, hơi khoai nhá mã nào nhỉ fit hôm nay quá nhiều bạn hỏi mã fit bởi vì mã fit này thì dù mình mình đã khuyên cái mã fit này ăn phải 14 bốn đúng 14% bốn phần trăm nhỉ mười phần trăm khuyên từ mạng từ những cây này cơ mình bảo là con này cạn cùng rồi con này cứ mua đợi là sao win lên trên này một cây trần một cây tầm 4% phần trăm thì người bán lại nhiều đến tận hôm nay nhá vẫn có người người ta uh, lì xì mã phí này thật mình thề luôn có người lì xì cảm ơn mã phí này Right lì xì một triệu Thế luôn Cảm ơn mã feed này Nhưng mà mã feed này thì nó đang xấu rồi Thì cứ đợi cho nó tích lũy thêm nữa Nếu mà mã feed này Mọi người canh Nếu mà bọn mọi người liều nhá Nói thẳng luôn là mọi người liều nhá Nếu nó về thì cái giá mà tầm 10 10, 50 Hoặc là 10, 11 là cũng mua được rồi 11 là có thể mua nhá Con feed này khả năng tầm 10, 50 là có thể mua Tuy hôm nay là lượng ở trên này nó bán Con này con fit này có thể mua nhé Con này 10-50 có thể mua để đánh liều được con này Đánh được đấy Không đùa con Fit này đánh được luôn Thanh khoản cũng tương đối lớn nhỉ? 4 triệu Không sợ nhá Con con này thì không sợ Tầm 10-50 nhá Chốt đi 10-50 10-50 có thể mua được nhá Đấy chốt 10-50 có thể mua được Ok À, xem vài mã trụ xem nào quá à, mấy ông trụ hôm nay bị bị đạp thì làm sao mà thị trường lên được trụ ông 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 VC hôm nay còn còn đạp xuống một trăm linh năm phẩy một đúng không thì làm sao mà cứu được thị trường VC về con banh VHM thì nó mà đã bị đạp thì thị trường đỏ à, xanh làm ra được ừ, con VC này vẫn rất ok bạn nào đánh dài hạn con VC được nhé con này mà cứ để quan tâm một hai năm là các bạn có tiền đấy mình nói thật con này lên nhưng mà con này dành cho những kiểu là tay siêu to người ta muốn để tiền coi như là hơn gửi banh thôi nhưng con này nếu mà lời thì cũng chỉ có tầm 10% phần trăm mười mười phần trăm là cao thủ những cái mã banh hôm nay ấy, tôi khuyên mọi người mua con đấy một nửa tháng nữa có câu chuyện đấy tôi nói thật nửa tháng nữa là có câu chuyện làm gì về đấy trừ khi là xác định sai sóng thôi cái, mà kể cả sai sóng cái con đấy nó đánh dài hạn cũng được mà con đấy đánh một hai cũng được con đấy quá đẹp luôn tôi nói thật con đấy đẹp mà hôm nay dòng tiền lớn vào con đấy rất là mạnh nhá mọi người để ý mà xem tôi vẫn chưa muốn phân tích cái bởi vì là tôi muốn giữ cho mình một cái cái gì đó và rất mạnh con đấy, đấy. nhưng mà con đấy hôm nay quá cay cú thì tôi mới vào con đấy thôi còn đáng nghe tôi thích con banh kia cơ banh mà anh vũ nói Vì con banh Vietcombank <laughs> giảm 1,2 phần trăm là 1,2 phần ừ. ừ. vẫn xấu à, và vẫn vẫn tích lũy đẹp không sợ nhỉ không sợ lắm con này dành cho những người mà đánh theo kiểu dài hạn con này nhá đánh dài hạn được nó cũng sẽ, sẽ sẽ khả năng sẽ lên tầm giá 100 ừ, sẽ lên 100 đấy 100 103, 104 là có thể Nếu mà đúng là sóng tăng thì con này đánh được Con này nó bền mà Các bạn phải hiểu con này nó khỏe lắm Những cái con trụ này thì chỉ một là dịch bệnh Hai là thiên tai Ba là thế nào lọ thì kia thì nó Biến động quá lớn thì nó mới giảm mạnh thôi Chứ còn đâu cứ tăng giảm tăng giảm tăng giảm thôi Còn về con banh là VC VHM Nhưng mà mình không khuyên mấy mua mấy con trụ đấy Bởi vì tỷ trọng tăng nó không thích nó không lời nhiều thì mua làm gì đúng không ta à, tiền đấy thì bỏ ra mà đầu tư mấy ông lướt sóng đánh cho sướng lướt sóng tôi mà anh vũ khuyên đấy win chín năm phần trăm là ít vhm này lại giảm không phải sáu nên nó cứ vhm này bắt đầu bắt đầu tích lũy đẹp mọi người có có thể mua được nhá vhm này có thể mua được dòng tiền lớn chưa ra bắt đầu cạn cung mua được có thể mua được lên nó mà hồi ấy, là con này có thể mua được nhá con vhm này tương đối đẹp rồi đấy. Đẹp. Ừ. Nhưng mà mình cũng không thích con này nào. Tùy mọi người. Con này. Bởi vì, vì hôm nay rất là nhiều bạn hỏi con VSM này nhưng mà mình không thích con này nó. Mình thì không khuyên mua. Con uh, tương đối đẹp nhờ. Con nào nhỉ Con uh, nào nữa? Dòng banh, MV banh. MV banh đi. <laughs> MB banh này thì quá thảm họa, thảm họa bị bóp rồi, thảm họa ví bóp. Con này thì Con này thì Các bạn canh Cái giá tầm 28 Có thể mua được 28 Hoặc 27 Nhờ. con này thì mình không thích con này thì dòng tiền lớn họ đánh, đánh 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 ấy quá họ đánh quá là đánh mạnh quá con này nó cứ tăng giảm liên tục mình không thích con này mình đã nói rất nhiều là mình không thích con này rồi con này tùy mọi người thôi cái tầm 27 thì mua được nhá 27 mua được con này là con nào nhỉ? Ừ, CTG đi. CTG giảm 1,5%. Ừ. Ừ, con này hôm nay cũng cũng bị bán mạnh. Đấy. Nhưng mà không sao. Nhìn vẫn đẹp. nhỉ giữ được. Giữ được. nhỉ CTG vẫn giữ được. Đấy. Nó còn tích lũy ngang ngang này. này. Nó xem thị trường nào đó. <laughs> Nói chung là thị trường Ubo thì con nào chẳng giảm. Nhưng mà mình không tin là thị trường này sẽ bị Ubo lý do thì mình nói trong zoom nha, CTG khả năng giữ được nha. Còn là con nào nữa không? Nhiều mã lắm nhưng mà chả nhớ được. AA à, à đi, lâu lắm cũng à, ngó, Ui, à, à, giảm mạnh quá. AA à, à, giảm mạnh quá. AA à, à, này mình bảo là lướt sóng thì không phân tích cho vui thôi. Con này thì mình có khuyên nữa đâu. AA à, à, này cứ giữ đi sợ ích thì bao giờ giảm thêm giảm ba bốn phần trăm nữa thì mới sợ bao giờ giảm này bao giờ giảm đến cái giá tầm 15 ừ. 15 70 thì mới sợ còn bây giờ sợ gì đã chót T3 không bán rồi thì bây giờ thì cứ giữ thôi Còn a a này mình khuyên T3 đánh lướt sóng cái đợt linh sinh 1200 thì mình sợ là à, ấy thì lúc đấy mình toàn khuyên mọi người đánh lướt sóng thôi mà VGI VGI ừ, cũng giảm mạnh rồi. Vẫn có thể giữ được nhá VGI tuy giảm 2% nhưng vẫn có thể giữ được. Ừ, giữ được. Khả năng vẫn giữ được nhá Hết chưa? MVKG. MVKG. Ừ, vẫn giữ được. Con này đánh kỹ thuật thôi. Nhá, không sợ. Con này chả sợ. mà về kép cơ giữ được không phải sợ nhá con này không sợ đâu con này đánh dài hạn mà con này cứ để tiền vào bao giờ dòng tiền ra thì bắt đầu mới mới bán nói chung là những cái con kiểu này ấy, rất là nhiều người chơi theo cái hệ gọi là cứ để tầm vài một hai tháng cơ người ta không đánh không theo dõi bảng thường xuyên đâu tôi thì tôi cũng chả theo dõi bảng thường xuyên hôm nay tôi cũng bận thì chiều phân tích vui cho mọi người thôi đúng không nên chia sẻ cho mọi người cho vui nhỉ hôm nay cũng bận hôm nay anh Vũ anh quản zoom nhiều lúc mà nhiều người gọi điện cái mã banh kia thì tôi bắt đầu tôi vào bình luận hết chưa hết rồi nhá thì xem VN Index VN VN Index ừ. Tưng Chưa xấu lắm đúng không? Chưa xấu lắm Còn xem phiên ngày mai thế nào đó Với quan điểm của tôi nhé Các bạn mà thích mã nào mà xem cấu hình nó tốt ngày mai nó mà úp bô dưới cái ngưỡng mười mười hai mươi này bắt được tôi nghĩ là bắt được thì sẽ bắt theo kiểu là bắt uh, bắt theo kiểu là kinh nghiệm bắt đáy đúng không đầu tiên là mười mười phần trăm trước xong bắt đầu xuống thêm thì bắt nếu mà các bạn tin đây vẫn là một sóng năm tăng thì các bạn cứ bắt theo cái kiểu là mười mười phần trăm trước xong bắt đầu là xuống thêm thì bắt tiếp kiểu như thế nó sẽ rất là an toàn mà bắt những cái mã mà đánh theo kiểu, dài hạn đó, Chứ đừng bắt những cái mã mà nó vượt đỉnh sóng 4 rồi mà dòng tiền nó bán ra nhiều rồi thì bắt những mã đấy tương đối nguy hiểm. Đúng không? Những cái mã mà tôi thì không biết là có, có rảnh để mà theo dõi thị trường ngày mai không cho nên khuyên những các bạn trong Zoom này nếu mà nó giảm thì mọi người mà mai có một cái bãi, mã banh này mọi người có thể mua đấy thì thì mọi người cứ mua thôi nha. mọi người thích thì mua 15%, máu quá thì 20% đúng không nói chung một thị Index chưa xấu lắm đâu nhá mọi người nhá vẫn chưa xấu lắm đâu nói chung là cái linh sình này nó còn đỡ nguy hiểm hơn nếu mà nó tự tăng theo kiểu dốc này mới sợ này Đấy, tăng theo kiểu dốc này tỷ lệ margin tôi nói thẳng luôn tỷ lệ margin ở giai đoạn này cực kỳ ít thì tỷ lệ up nó tương đối khó nói thẳng như thế bởi vì nhà đầu tư họ mới tham gia họ nhìn thị trường này thì họ cũng rén rồi họ sẽ nhìn thị trường họ thấy là chứng khoán không phải là màu hồng và không dành cho số đông các bạn phải hiểu là như vậy bây giờ mình phải đánh theo tay to thôi đánh theo tay to và ăn ăn tiền của những nhà đầu tư nhỏ lẻ đấy đấy phong cách đấy. Cái cứ lên dây dọc một ngày mình sợ chứ đúng không đấy còn đây năm 2018 nó cũng lên một dọc như kiểu một đỉnh núi mà nó tích lũy thế này thì cũng không, không 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 sợ lắm nhá không sợ lắm đây nó chạm ngưỡng MA 20 nó bắt đầu tay to họ múc vào này nhiều hôm nay nhiều mã tay hộ múc vào rất mạnh rất mạnh luôn cả mã banh mình hôm nay mình mua là nó múc mạnh đó. múc tương đối mạnh con đấy vài trăm nghìn luôn mỗi lệnh toàn vài trăm nghìn cổ luôn múc cho nhưng mà không biết là họ đánh kiểu gì nhỉ mã đây thì đánh theo năm được mà đánh một hai năm được ừ. nhưng mà cấu hình này cũng không xấu lắm nhá. nói chung cấu hình này thì tôi nghi là trường hợp thiên về trường hợp gọi là tay to họ đang gom hàng của nhà đầu tư nhỏ lẻ họ gom thậm chí là họ đánh vài phiên đỏ đỏ nữa một hai ba phiên đỏ đỏ nữa này xong rồi bỏ họ bị đánh bật lên ví dụ mà có một cái thông tin mà lệnh nó bắt đầu là hệ thống bắt đầu là có thể cải thiện độ nghẽn đúng không lên khoảng tầm 20 000 tỷ một phiên chẳng hạn đấy bắt đầu đánh bật lên luôn đấy là cái cách đánh bây giờ họ gây cho độ ức chế để nhà đầu tư à nó nhiều cổ phiếu là chạm ngưỡng nọ ngưỡng kia là bắt đầu họ đánh xuống đấy nhưng mà giai đoạn này tôi tôi đã khuyên mọi người mua rồi giai đoạn này thì thôi kiểu gì cũng có tỷ lệ làm sao mà không biết là 100% trăm phần trăm win hay không đúng không nói chung là mình cứ giai đoạn này thì cứ xem đi mua thì hơi hơi nguy hiểm mua thêm hơi nguy hiểm tôi cứ giữ tiền đi giữ tiền thì có gì có những mã nước sóng thì tôi và anh vũ khuyên để mọi người đánh nước sóng cho sướng hơn đúng không nước sóng win mạnh lướt sóng đánh sướng mà anh vũ cho mã nước sóng cũng đánh cũng win nhưng mà chả nhớ mã đấy là mã gì nhá mã đấy anh vũ cho hôm nay cũng win nhưng mà cũng không, không win được nhiều cũng không nhớ tên mã là gì thôi nhá kết thúc đấy nhá thị trường là căn bản là như vậy ngày mai sẽ nói chuyện tiếp thị trường chưa xấu lắm nói chung cứ lình xình lình xình để cho đội f 0 nôn hàng ra Đúng không Mọi người không hiểu gì cứ bình luận trên tiktok và youtube nha. Độ này tôi cũng bận, tôi cũng ít uh, trả lời bởi vì lúc này có mấy việc thì cũng ít trả lời mọi người. Thì mọi người cứ bình luận đi cứ rảnh Bắt đầu đêm đêm hôm hôm là tôi cũng trả lời mà. À, Nhá, rảnh, rảnh là tôi trả lời. Còn uh, <laughs> ai muốn vào Zoom thì cứ lì xì đúng không? Trên một triệu. Quan điểm như thế Zoom bây giờ đông rồi. Tôi không 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 thích tăng số lượng người mà những người đầu tư hẳn hoi tử tế thì cho vào, nhiều khi biết đâu lái họ họ vào thì sao đúng không? còn chuẩn bị tách zoom nữa cơ mà nha. ok nhá hôm nay thế thôi nha, nhưng mà sẽ giới hạn người nói chung là đến một ngưỡng nào đấy tôi sẽ giới hạn người thì sẽ không thêm người vào nữa có gì tôi sẽ thông báo trên youtube hay tiktok hoặc là đến mà giới hạn rồi mà các bạn vẫn lì xì tôi sẽ lì xì lại mọi người nhá cái giới hạn rồi cái gì nó cũng phải có giới hạn chứ đúng không làm sao mà nếu mà số lượng người quá đông thì rất là nguy hiểm lúc đấy mình sẽ cái con mồi của lái các bạn phải hiểu như vậy Đấy. Cho nên là mình không muốn đông người quá Tôi để các bạn xem này. Tôi trả cho tôi để số điện thoại Kể cả của anh Vũ Thế của tôi tôi không mà tôi để số điện thoại Ai thích vào thì vào Có ai cấm Có ai là bắt các bạn vào đâu Đúng không? Tôi không bắt Chỉ là các bạn yêu quý các bạn lì xì si Thì tôi thấy tôi cảm tôi cảm thấy là Cần phải trả ơn mọi người Thì tôi cho các bạn vào zoom thôi chứ Tôi có bắt mọi người lì xì si đâu Phải xem youtube cũng được nhỉ? Thỉnh thoảng vài mã đẹp đẹp Thì tôi cũng khuyên mọi người nhưng mà các bạn thấy đấy khuyên trên tiktok và youtube mã nào cũng nằm hết gần như là nằm hết có vài mã đẹp đẹp cái đợt trước sự chú ý của mọi người chưa nhiều đấy, như flc chẳng hạn đấy nói chung là nó vẫn còn phải theo lề nữa mình cũng chả là cái gì đâu tuy tiktok là đạt hơn 50.000 người rồi nhưng mà cũng chả là cái gì đâu thì sợ là đăng tiktok thì xác định luôn là cái kênh để mà mà hướng dẫn bọn mình mọi người đầu tư căn bản và tránh những cái sai lầm không đáng có thôi chứ còn phân tích sâu trên đấy phân tích kiểu gì nó có một phút đúng không thì mình mới phải chuyển sang youtube để mình phân tích sâu để cho mọi người hiểu hơn về thị trường mọi người nên xem cái video hôm chủ nhật nhé video đấy mình phân tích khá khá kỹ về cách đánh của vn 30 đấy mọi người có thể tham khảo video đấy rất hay thì cái hôm chủ nhật tâm sự cuối tuần ấy, các bạn có thể lên video để các bạn xem nhé rồi chúc mọi người ngày mai có thể là xanh thị trường rồi vui nhé. nói chung xanh thị trường nó vẫn thích hơn Nói chung tôi thì tôi đánh kỹ thuật thế nào tôi kệ Tôi không quan trọng Tôi cứ cho họ múa thoải mái nhé Trừ khi bao giờ dòng tiền ra thì tôi bắt đầu tôi bán Còn đâu là dòng tiền nó vẫn còn múa như thế Kệ cho lòng người ta múa Người ta múa chán người ta phải đánh lên thôi Đúng không? Không có việc gì phải vội Khuyên mọi người đánh chung và dài hạn Sẽ có kết quả Còn không có kết quả thì tôi lì xì mọi người Đúng không? Còn như vào zoom vớ vẩn Vào zoom linh tinh Vào zoom mất tiền Mà zoom của tôi thu thế là quá là ít, nữa. nhiều zoom thu nhiều, mà đây đã thu ít rồi, lại còn nếu mà không thắng thì còn giả tiền nữa, đấy, đúng không? Coi như là, chẳng cũng các bạn lì xì, si, tôi trả ơn thôi chứ, còn đâu thật ra tôi không cần cho, cho, cho các bạn vào cũng được. Hả? Chúc mọi người nhá, Ngồi đáy bán đỉnh. Ok, flc thì mong rằng bạn nào mà hôm nay vào thì khoảng hai phiên nữa vẫn còn trần để mọi người có gì mà còn kịp mà thoát ra, chẳng hạn như thế. Biết đâu về mệnh, à? không phải về mệnh 10 về mệnh 15 20 hay sao? nhưng mà nói chung là khó thị trường không nói trước điều gì đúng không mà nhất là những cái mã đấy thì càng không nói trước được đợt thứ năm huyền thoại tôi khuyên mọi người đấy thì mọi người không mua thì bây giờ thì mua có khi thành đu đỉnh nha lúc đấy lại sàn vài phiên lại chửi ôm um tỏi lên rồi <laughs> nhá chào mọi người nhá